cha, bị cha. Em nói chung ai hết trơn á. Xuất hiện đi cưng. Thôi, em không phải là bu ca. Hôm nay giọng khàn vậy. Em là bu đông. Rồi, rồi mở cho bà con biết nè. Quá là dễ thương. Chấn động không anh? Ai vậy, em ai vậy? Ủa? Quê có hội chợ không? Không, ở Đà Lạt. Ở Đà Lạt có hội chợ quá. Có nhưng mà không có đi chơi. Thôi để em được. Thử rồi. Không em nha. Ê, em làm anh không dám thoại luôn á. Anh bị hồi hộp á kìa. Ờ, em ra được miếng rồi nè. Đâu em? Ê. Mình nhẹ nhàng ấy thú xuống từ từ, kéo cái nét lại tí là đẹp. Đúng rồi. Em ơi, cắt như em á, thà cái mình không làm mình đã ý nghĩa hơn. Làm sao á? Em làm cũng được được mà. Bữa sáng đầy năng lượng, Omachi sốt bò hầm nấu cùng trứng bò râu. Áo Son Việt Nam, bài hát của chúng ta. Phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Mùa xuân sang có hoa anh đào, mùa đông sang có hoa đào anh. Rồi đông sang có hoa anh đào rồi, thu sang có hoa anh đào rồi, lúc năm có hoa anh đào. Chiều nay em đi câu cá, về cho má nấu canh chua. Đứng lại. Quá rồi. Ủa, anh đi đâu đây? Anh đi hát mừng văn nghệ. Hát mừng văn nghệ. Em đi đâu vậy? Em đi câu cá về cho má nấu canh chua. Wow. Má em đâu? Má em đây. Đâu má em đâu? Má em đây nè. Ủa má em đây hả? Đi cha, đi cha. Em nói chung ai hết trơn á. Xuất hiện đi cưng. Thôi, em không phải là bu ca. Hôm nay giọng khàn vậy. Em là bu đông. Em là bu đông vô, thấy cái gì vui thì em bui vô thôi. Bu đông hết rùi cái gì mà bu vậy thôi. Rồi, rồi mở cho bà con biết nè. Wow, quá là dễ thương. Chấn động không anh? Ai vậy, em ai vậy? Dạ, một trao tay cho Kim Tiến Kiệt và Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Mời các bạn giới thiệu bản thân của mình đi ạ. Xin Tiến Kiệt xin gửi chào tất cả các khán giả đang xem chương trình Sáng Nay Ăn Gì. Yeah. Ca sĩ thì ghét quá ha. Ừ. Sao vậy? Sao mà líu líu vậy? Chứ không phải làm sao anh? Rải ra. Nó làm sao nè? Em là Kim Tức Kiệt. Chào mọi người đang đến với chương trình Sáng Nay Ăn Gì. Mọi người ăn gì chưa? Đời thôi em. Đời thôi. Em bị lua 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 quá. Em bị quen. Em ca sĩ quá. Xin chào mọi người, mình là Trương Nguyễn Quỳnh Châu. Mọi người đã ăn gì chưa? Bây giờ mình mang một cái bụng đó để đến đây cùng chương trình Sáng Nay Ăn Gì. Thấy chưa em, thấy người ta chưa em? Dễ người ta nói chuyện tròn, dành rõ chữ như là hô tên vậy đó. Hay quá. Rồi bây giờ mình dẹp đầu cụ vô một xíu nha. Ừ, à, dẹp đầu cụ. Để mình tập gọi là cái động tác nha. Không, tự giữ đi cưng ơi. Ủa? Đúng rồi. Bây giờ mình tập cái gì á? Rồi tập nha. Rồi nè, chương trình sáng nay là bung ra nha ông mặt trời đó. Rồi. Thấy không? Sáng nay. Em ơi, không có tháng đầu em anh em ơi. Ăn gì nè, ăn nè. Ăn, ăn, ăn. Không có ăn hàm hồ vậy, ăn mì á. Ăn mì, ăn mì, ăn mì. Có đũa đó, ăn nè. Ăn gì thì sao? Chấm thì hỏi. No. No, chưa no, chưa no là suy nghĩ là sáng nay ăn gì nè. Sáng nay ăn gì? Một tay thì em ơi, hai tay thì tay bọc mát nha. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với chương trình Sáng Nay Ăn Gì. Quê có hội chợ không? Không, ở Đà Lạt. Ở Đà Lạt có hội chợ quá. Có nhưng mà không có đi chơi. Thôi để em được. Thử rồi em nha. Để ba đi. Bây giờ mở hàng cái nha. Ờ, bạn mở hàng đi. Lò quá. Hay. Trời. Wow, gần chính luôn. Chính điểm hay 8 điểm? Cái này, trời ơi. 8 hả? 8 điểm. 8 điểm là được á, ngon á, ngon á. Nè, với lại em phóng tập trung nha. Trước mặt em là máy quay không nha. Em phóng sao dính ngay trán ông là mệt đó nha em ơi. Nha em. Nè, cái tâm ở đây nha. Em phóng sao mà vô cái lòng đen ông là mệt cho em. Lòng đỏ nha em ơi. Ừ. Tiếp đi Châu ơi. Tiếp đi Châu. Tiếp. Hết đi, hết một lượt luôn. Lòng đỏ không trúng lòng đen qua phim nha. Ê, tôi thấy là cái... được á. Gió lên kìa, gió lên. Hả? Gió lên kìa, gió lên.
cho lên. Hai giờ chúng quay phim rồi. Trời ơi. Trời ơi. Bữa sáng đầy năng lượng, Omachi sốt bò hầm nấu cùng trứng bò râu. Bây giờ mình cũng nhiều người á, hay mình nấu cái lẩu đi cho nó hoành tráng. À, một cái lẩu cái bắt đầu mình có nhiều topping như bò trứng rồi. Ồ, tuyệt vời luôn. Rồi mình nhúng nhúng cho nó hấp dẫn. Ok. Rồi, bây giờ mình phân công đi ha. Dạ. Anh nè, Kiệt nè, với lại Hiếu. Dạ. Để vô nấu mì nha. Rồi bà ngoại với lại Hiền, với lại Châu ở đây sẽ tâm sự trò chuyện với nhau. Dạ. Được không? Dạ rồi, bây giờ mình đi ha. Đi thôi. Hôm nay mình cùng ăn sáng. Đồng gãy đồng gãy quá. Rau củ vô thêm đồ thịt. Dạ, bây giờ là đầu tiên là em cần cái nồi. Có cái nồi không ạ? À? Đây đây, cái nồi anh bắt rồi. Nồi có rồi, hôm nay là bao nhiêu người ăn đếm em ơi? Ba mình nè, 4, bà là 5, rồi Châu là 6, bé nhỏ nữa là 7 người. 7, hàng xóm quan chung không anh? Không. Vậy là 7 cái chén em ơi, 7 chén 7 đũa. 7 chén 7 đũa. 7 chén 7 đũa. Đây, để rồi. Để sẵn, để sẵn luôn. Dạ, đúng rồi. Để em lựa 7 đôi nha. Đúng rồi. Quan trọng là phải có mì nha. Mì Omachi sốt bò hầm với trứng bò rau sẽ ngon hơn khi kết hợp với các loại rau. Đầu tiên là cải thìa. Yeah. À, em á, Kiệt á. Dạ. Kiếm cải thìa. Cải thìa, cải thìa, cải thìa. Rồi đây em lấy cải thìa. Có cải thìa không? Đây. Có luôn, rau muống có. Cải thìa. Rau muống. Không có rau muống. Không có rau muống. Cải ngọt. Không có cải ngọt. Không có mồng tơi. Không có luôn. Vậy là có cải thìa ăn cải thìa đi. Có cải thìa thôi. Rồi ớt chanh đầy đủ không? Có đầy đủ. Rồi tuyệt vời luôn. Thôi bây giờ là muốn coi cái nhà của đầu bếp sẽ như thế nào, tủ lạnh như thế nào. Cho em màn phép em mở cái tủ lạnh ra nha. Rồi ok anh. Rồi đó coi. Quá trời đã. U là trời đẹp dữ vậy. Sao nhìn xỉn xò vậy? Trời ơi cô ngăn nắp nè em. Bởi vậy tủ lạnh của đầu bếp chuyên nghiệp người ta khác. Sao mà sạch sẽ dữ vậy? Thôi mình xin ít nấm đi ha, nấm ngon nè. Nấm ngon nấm quá. Nấm ngon đó em ơi. Trời ơi, cải thảo nè em ơi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Cái này không phải cải thảo. Cái này là nhỏ thìa đúng không? Thảo đó. À, con thảo nè. Đúng rồi. Ok. Em ơi, bé thảo nè em. Đây, có bé thảo. Bé thảo luôn. Ý, bé bò nè. Bé bò Kobe. Quá dữ. Ê, em làm anh không dám thoại luôn á, anh bị hồi hộp á Kiệt. Đó, em ra được miếng rồi nè. Đâu em? À. Mình nhẹ nhẹ ấy với thú xuống từ từ, kéo cái nét lại tí là đẹp, đúng rồi. Em ơi, cắt như em á, thà cái mình không làm mình để ý nghĩa hơn. Làm sao á, em làm cũng được được mà. Giờ đây đừng này đó em anh. Em ơi, như đó là đủ hao của người ta rồi em ơi. Em coi cái nét người ta thanh bao không? Còn cái nét của em gì mà. Ủa đâu rồi, cái đường mới cắt đâu rồi đây nè. Đó, đường đó. Anh không tin em gì hết trơn á. Ôi bể rồi, từ từ không sao, không sao. Rồi, cũng đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp quá đẹp rồi. Trời ơi, em phải làm ca sĩ rồi nha. Mày anh ơi, từ từ. Từ từ, cho nó mặc cái tình sân chân bé. Đúng rồi, em cái gì vậy? Đúng rồi, em cái gì vậy? Em ơi, em đất à, em đây. Phụ em đi, xì đi nè. Rồi, bây giờ sẵn sàng chưa? Thời gian cho thử thách bắt đầu. Đang xì nè, đang xì một con thôi, một con thôi. Con hay là ba ê, con bên kia mềm hơn á. Là mấy con? Con một con thôi là được rồi. Xì con bên này đi, xì con bên này đi. Ê, sao nó cứng vậy? Có hai lúc rồi. Leo lên đó. Em leo nhúng đi. Đúng rồi, leo nhúng đi, nhúng nó mới được. Quá vậy? Leo nó đi, leo nó đi. Em leo đi. Đúng rồi, leo đi. Nhúng em, nhúng đi. Em đang bóp nó rồi, anh. Không, cái này nhúng anh phải. Đúng rồi. Bóp cái lỗ đó nè. Đó đúng rồi. Bóp anh phải bóp cái này nó mới chạy ra. Ừ. Cái lấy cái tay. Dạ. Cái tay anh bóp. Cái gì tao buông nó yêu mặt em, tao buông nó yêu mặt em. Rocky 2024 20 giờ thứ bảy hàng tuần xem sớm nhất trên siêu ứng dụng Vion.